Mời quý khán giả tiếp tục cập nhật những tin tức đang được quan tâm cùng chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Sắp khởi công dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng có tổng mức đầu tư 44.691 tỷ đồng, là tuyến cao tốc trục ngang đầu tiên tại đồng bằng sông Cửu Long. Ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk và Kon Tum khuyến cáo nông dân không trồng ồ ạt cây cà phê khi giá tăng cao. Rực rỡ những con đường với một loài hoa đặc trưng ở Nha Trang. Cảnh báo ẩn quả từ việc khoe bảng điểm của con lên mạng xã hội. Xe container gây tai nạn ở Hà Nam, một người tử vong. Mở đầu chương trình với thông tin liên quan đến việc cấp than cho sản xuất điện. Mới đây, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam cho biết sẽ tăng lượng than cung cấp cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam so với hợp đồng hơn 1,2 triệu tấn than trong năm nay. Theo đơn vị này, thì những tháng đầu năm nay, khối lượng than cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện đạt hơn 20,9 triệu tấn, tương đương đạt 54,5% khối lượng hợp đồng, tăng hơn 2,7 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước. Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam cũng cho biết, trong 6 tháng cuối năm sẽ nỗ lực tìm mọi biện pháp để đảm bảo cung cấp đủ và bổ sung than theo nhu cầu của các nhà máy nhiệt điện. Trong đó, dự kiến trong tháng 7 phải cấp tăng so với tiến độ hợp đồng khoảng 500.000 tấn. Về hạ tầng giao thông đường bộ, Thủ tướng Chính phủ mới đây đã chốt ngày khởi công dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Theo đó, tuyến cao tốc này sẽ chính thức được khởi công vào ngày 17 tháng 6 tới. Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng có tổng mức đầu tư là 44.691 tỷ đồng, là tuyến cao tốc trục ngang đầu tiên tại đồng bằng sông Cửu Long. Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng có tổng chiều dài tuyến hơn 188 km. Trong đó, đoạn tuyến qua An Giang dài 56,7 km, Cần Thơ 37,7 km, Hậu Giang 37,7 km và Sóc Trăng là 56,1 km. Giai đoạn 1 của dự án được đầu tư với quy mô 4 làn xe, sơ bộ nhu cầu sử dụng đất khoảng 1.205 ha. Hiện tại, cả 4 địa phương đang tích cực chuẩn bị cho ngày khởi công. Việc khởi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng mang nhiều ý nghĩa với vùng đồng bằng sông Cửu Long khi hình thành trục cao tốc ngang đầu tiên liên kết kết nối với thành phố Cần Thơ, trung tâm vùng, các tỉnh An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng. Và tuyến cao tốc được kỳ vọng sẽ kết nối các cao tốc trục dọc, kết nối các trung tâm kinh tế, cửa khẩu quốc tế và cảng biển, đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang kinh tế Tây Bắc Đông Nam, qua đó tạo dư địa, động lực, không gian phát triển đồng bằng sông Cửu Long với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ và hiện đại. Và theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng bằng sông Cửu Long được quy hoạch 6 tuyến cao tốc với tổng chiều dài khoảng 1.166 km, quy mô 4 đến 6 làn xe. Trong đó thì có 3 tuyến cao tốc trục dọc với tổng chiều dài là 575 km và 3 tuyến cao tốc trục ngang với chiều dài khoảng 591 km. Đây được xem là 6 tuyến cao tốc sẽ làm thay đổi hoàn toàn diện mạo hạ tầng giao thông tại đồng bằng sông Cửu Long. Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, giá cà phê thời gian gần đây tăng cao lên mức xấp xỉ 65.000 đồng một ký, mức giá được cho là cao kỷ lục ghi nhận trong 15 năm qua. Tuy nhiên, ngành chức năng ở tỉnh Đắk Lắk và Kon Tum đã đưa ra khuyến cáo người dân không chặt bỏ các loại cây trồng khác để trồng cà phê, gây dở quy hoạch diện tích cây trồng. Hiện ngành nông nghiệp tỉnh Kon Tum đang phối hợp với các địa phương vận động nông dân sản xuất cà phê theo đúng định hướng hướng dẫn các nhà vườn ứng dụng công nghệ cao hữu cơ vào sản xuất để gia tăng giá trị. Trước đó, nhiều hộ dân đã phá bỏ vườn trồng cà phê để chuyển sang trồng sầu riêng. Hiện nay thì nhiều nơi trồng rất nhiều loại cây này. Thưa quý vị, giải thiệu Bắc Giang đã bắt đầu chính vụ tại các huyện như là Lục Nam, Lục Ngạn. Ngay từ tờ mờ sáng, rất nhiều người đã hồ hởi chở giải đi bán, tạo nên không khí mua bán rất nhộn nhịp. Từ 4 giờ khi trời còn chưa sáng tỏ, nhiều xe máy chở giải thiệu của người dân chạy dọc theo tuyến quốc lộ 31 đến các điểm thương lái thu mua tại xã Biển Động, huyện Lục Ngạn, thành phố Bắc Giang. Càng lúc thì lượng xe càng đông, đến 5 giờ thì đã có hàng trăm xe giải kéo đến, đường phố như nhuộm một màu đỏ của giải. Các thương lái đợi sẵn tại nhiều khu chợ để thu mua giải. Những xe giải có trọng lượng từ 1 đến 2 tạ được bán với giá từ 11.000 đến 20.000 đồng một ký,
còn loại giải dụng sẽ rẻ hơn, chỉ từ 4.000 cho đến 5.000 đồng một ký. Người dân cho biết năm nay giải được mùa, giá cũng tốt nên bà con phấn khởi vì công sức một năm được đền đáp xứng đáng. Thưa quý vị, những ngày qua khi thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bước vào mùa hè, người dân và du khách được dịp chiêm ngưỡng nhiều loài hoa bung nở trên những con đường. Và có một điều rất đặc biệt đó là mỗi con đường trong thành phố Nha Trang chỉ trồng một loài hoa riêng biệt. Đây là sáng kiến độc đáo của những người làm công tác quản lý cây xanh đô thị khi mà nghiên cứu chọn trồng cũng như là những giống cây chịu nắng và ra hoa đẹp. Tuyến đường biển Phạm Văn Đồng đang ngập trong sắc màu của cây bàng lá đỏ vào mùa thay lá. Kế đến là từng hàng cây cao cảnh với đủ màu sắc trải dài trên tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch đến cầu Trần Phú. Riêng tại Hòn Rớ cũng có một con đường luôn thu hút giới trẻ đến chụp ảnh là đường Bạch Thái Bưởi với một rừng hoa giấy chen nhau bung nở rực rỡ đến choáng ngợp. Còn ở khu đô thị Phước Long lại có một con đường nhuộm tím bởi sắc hoa càng tím. Trong khi đó ở đường Hoàng Hoa Thám, hoa càng vàng cũng thay nhau bung sắc dưới nắng. Trên đường Bờ Kè, hoa ô môi cũng đua nở. Còn đường Lý Tự Trọng thì như được nhuộm vàng bởi hoa của những hàng sao. Tuyến đường Nguyễn Tất Thành qua xã Phước Đồng lại rợp màu qua muộn hoàng yến, xác hoa rơi rụng phủ kín mặt đường. Xa hơn nữa là cả một rừng hoa sứ đua nhau nhuộm trắng cả tuyến đường từ Nha Trang đi sân bay Cam Ranh. Hình ảnh mỗi con đường một loại hoa là nét độc đáo tô điểm thêm sự thú vị cho thành phố biển Nha Trang. Điều này đã gây ấn tượng với du khách khi đến đây vào dịp hè. Thưa quý vị và các bạn, cứ đến hẹn lại lên thì sau khi các trường tổng kết năm học cũng là lúc mà nhiều phụ huynh có dịp được khoe thành tích học tập của con em mình. Và có một điều đáng nói là không chỉ là những lời chia sẻ với những người thân quen, không ít các bậc phụ huynh đã đăng tải bảng điểm con em mình một cách công khai. Thế nhưng nhiều người không nhận ra rằng việc làm này có thể gây ra nhiều hệ lụy, trong đó có việc là tạo áp lực cho con, thông tin của con sẽ bị đánh cắp, thậm chí là bắt cóc. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị cùng theo dõi lời cảnh báo ngay sau đây. Con trai mình được giấy khen, nhìn bảng điểm của con mà thấy tự hào ghê. Thành quả một năm học của con. Những ngày qua, bảng điểm của con trẻ lại được nhiều phụ huynh trưng bày lên mạng xã hội. Xét về khía cạnh pháp luật thì việc đưa kết quả học tập của con lên mạng xã hội nếu không được sự đồng ý của con là vi phạm quyền riêng tư, vi phạm luật trẻ em, có thể gây ra những hệ lụy xấu, thậm chí ảnh hưởng đến sự an toàn và tính mạng của trẻ. Không ít trường hợp, các đối tượng xấu đã theo dõi thông tin trên mạng xã hội để tiếp cận, dụ dỗ hoặc bắt cóc trẻ em. Khi mà đưa hình ảnh trẻ em, thông tin đời tư và thông tin cá nhân của trẻ em, học sinh lên mạng, đó là một hành vi vi phạm luật trẻ em năm 2016. Thì cụ thể tại điều 6 của luật trẻ em 2016 nó quy định là những hành vi bị cấm công bố tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà trẻ em không được sự đồng ý của trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên và của cha mẹ của trẻ em đó. Và đồng thời tại điều 21 của luật trẻ em năm 2016 thì nó quy định là quyền bất khả xâm phạm về bí mật cá nhân của trẻ em. Thì nó ở điều luật này thì nó quy định là không được công bố tiết lộ đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em về các lĩnh vực về đời tư cá nhân, về cái thành tích kết quả học tập của các em đó. Cái việc đưa cái thành tích kết quả học tập của con em mình lên mạng xã hội như vậy thì vô hình chung nó tạo ra những cái rủi ro cho chính con em của mình. Đó là gì? Tức là những kẻ xấu sẽ lợi dụng cái thông tin đó để có thể là bắt nạt hoặc cưỡng ép dụ dỗ các em để thực hiện hành vi trái luật, hoặc thậm chí là những hành vi vi phạm pháp luật hình sự như là bắt cóc tống tiền như hoặc là đe dọa để là chiếm đoạt tài sản. Chưa dừng lại ở đó, việc khoe thành tích này có thể ảnh hưởng xấu đến tâm lý con trẻ, kể cả là những lời khen ngợi, vì ít nhiều cũng tạo ra áp lực không đáng có đối với các em, vô tình hình thành trong các em tiềm thức việc học nặng nề vì điểm số. Thực tế, khá nhiều em không thích cha mẹ khoe điểm số của mình để mọi người phân tích, bàn tán, tranh luận. Em không thích việc phụ huynh khoe bảng điểm của con cái mình trên mạng xã hội cũng như là với người khác, bởi vì nó gây ảnh hưởng đến
tâm lý của bạn học sinh cũng như là mấy bạn học sinh khác khi mà nghe ba mẹ nói về thành tích của con nhà người ta. Và em cảm thấy không vui lắm tại vì phải so sánh người này người kia. Cái quá trình em học em cũng đã rất cố gắng mà mọi người lại không khen em, lại khoe bảng điểm là cái điểm đó là em không có được tốt á. Thì nó làm cho em rất là buồn và em sau này cũng sẽ bị áp lực trong cái bản thân là muốn phải cao hơn nữa. Cha mẹ nào cũng vui, cũng hãnh diện khi con đạt được những kết quả cao trong học tập. Nhưng hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đăng tải những thông tin về việc học tập của con lên mạng xã hội. Bởi cái đích cuối cùng đó là giúp các con nhận thức được giá trị thực sự của việc học và năng lực bản thân mới là điều nên hướng đến. Chưa kể, chính việc khoe thành tích của con đôi khi cũng tạo ra áp lực cho những phụ huynh khác. Việc học tập thì các con đã cố gắng rất nhiều rồi. Chúng ta khoe, nhưng mà vô tình chúng ta có thể làm tổn thương những cái người khác. Tổn thương người khác là gì? Có thể là con của chúng ta được thừa hưởng một cái nền giáo dục mà ở đó có sự quan tâm, có sự chia sẻ, có sự đồng hành. Con của chúng ta có thể được bổ trợ thêm các kiến thức này, kiến thức nọ. Tuy nhiên không phải ai cũng có điều kiện để thực hiện cái việc đó. Nó sẽ có sự so sánh và được chúng ta vô tình chúng ta tạo một cái áp lực đối với con trẻ. Phụ huynh khi tiếp cận cái bảng điểm đó, trước hết phụ huynh phải đứng dưới góc độ của con, dù điểm tốt hay xấu thì cũng phải khuyên động viên con em mình, con đã làm tốt rất lắm rồi. Bởi vì không ai đồng hành với con em sát hơn là phụ huynh cả. Phụ huynh sẽ thấy được em nó có lơ là hay không, hay là em nó đã cố gắng hết sức rồi, đây là cái ngưỡng của em nó rồi, cái giới hạn rồi, thì không thể nào đòi hỏi con em mình hơn được. Nhưng mà chúng ta thấy cảm thấy con em lơ hà là và cái điểm này chưa đạt đúng cái khả năng, cái năng lực của con em mình thì sao? Thì chúng ta phải khích lệ, động viên, nhắc nhở để con em mình tập trung hơn nữa để đạt thành tích cao hơn. Tôi nghĩ trong cái việc học này, đồng hành, chia sẻ, nhắc nhở và định hướng là những cái việc quan trọng hơn là sử dụng áp lực. Con phải như thế này, con phải như thế kia. Cha mẹ có quyền tự hào về con, nhưng không thiếu cách để khen thưởng khích lệ. Điều quan trọng là giúp con nhận ra được năng lực thực sự của bản thân. Việc khoe bảng điểm của con trên mạng xã hội có thể sẽ giúp cha mẹ giải tỏa tâm lý bản thân tại thời điểm đó, song vô tình lại đem đến áp lực tâm lý cho chính đứa con của mình và nhiều người khác, thậm chí còn dẫn đến nhiều hệ lụy nguy hiểm. Vậy nên hãy cân nhắc thật kỹ. Nhưng và trước những hệ lụy có thể xảy ra thay vì công khai bảng điểm của con lên mạng xã hội thì cha mẹ hãy thể hiện tình cảm, động viên, nói chuyện để con có thể hiểu được những nỗ lực của mình đã được cha mẹ ghi nhận. Đôi lúc chỉ cần một lời khen nhẹ nhàng của cha mẹ thôi sẽ có giá trị với con trẻ hơn hàng ngàn lời khen của những người xa lạ. Và tiếp tục chương trình Người Đưa Tin 24 giờ trưa nay là những thông tin đáng chú ý sau. Xe container gây tai nạn ở Hà Nam, một người tử vong. Nâng cao hiểu biết về tài chính để hạn chế rủi ro bị lừa đảo. Xe container khi đang di chuyển trên đường 494, huyện Thanh Liêm của tỉnh Hà Nam thì bất ngờ lao vào xe ô tô con bên đường và tông trúng một cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ, khiến cho người này tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Theo đó, xe container khi đang di chuyển trên đường 494, đoạn từ ngã tư quốc lộ 1 ra đầu tàu quốc lộ 21, huyện Thanh Liêm thì bất ngờ lao thẳng vào xe ô tô con bên đường và tông trúng một cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ. Tại hiện trường, xe ô tô con bị tông dở phần đuôi, nằm dắt ngang bên vệ đường. Đại diện Công an tỉnh Hà Nam cho biết, vụ tai nạn khiến cho cán bộ cảnh sát giao thông bị thương nặng, được đồng đội hỗ trợ đưa đi cấp cứu, tuy nhiên không qua khỏi. Cũng liên quan đến xe container trên quốc lộ 4D đoạn qua thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, xe container đang đi di chuyển thì bất ngờ đầu xe bốc cháy gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Theo đó, xe container do lái xe NVH trú tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng điều khiển, di chuyển theo hướng từ thành phố Lào Cai đi thị xã Sa Pa. Khi di chuyển đến km 12 quốc lộ 4D, địa phận thôn Lũng Đơ, xã Cốc Sang, thành phố Lào Cai thì bất ngờ bốc cháy ở phần đầu xe. Phát hiện cháy, tài xế nhanh chóng mở cửa thoát nạn và hô hoán mọi người hỗ trợ dập lửa. Nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Lào Cai đã điều động nhân lực và phương tiện đến hiện trường dập lửa. Do ngọn lửa lan với tốc độ rất nhanh đã thiêu rụi toàn bộ phần đầu xe, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.
Tại tỉnh Tiền Giang, thì Công an huyện Chợ Gạo cho biết đang tạm giữ đối tượng Ngô Thanh Trang, sinh năm 1998, ngụ xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo để điều tra về hành vi cướp giật tài sản ở tiệm vàng. Trước đó, tiếp nhận tin báo của bị hại về vụ cướp giật xảy ra tại một tiệm vàng ở ấp Bình Thọ Khương, xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra và bắt giữ được đối tượng Trang. Tại cơ quan điều tra, Trang khai nhận gần đây đánh bạc và bị thua dẫn đến nợ nần. Để có tiền trả nợ, Trang điều khiển xe mô tô đến tiệm vàng nói trên, giả vờ hỏi mua vàng. Lợi dụng sự sơ hở của chủ tiệm, Trang giật sợi dây chuyền 10 chỉ vàng 24 carat trị giá trên 56 triệu đồng rồi tẩu thoát. Trang đã đem sợi dây chuyền cướp được đi bán với giá trên 53 triệu đồng. Trang còn khai nhận với thủ đoạn tương tự đã thực hiện hành vi cướp giật một chiếc lắc 10 chỉ vàng 18 carat tại một tiệm vàng ở xã Sông Bình, huyện Chợ Gạo. Khám xét nợ của đối tượng, Công an huyện Chợ Gạo thu giữ một số tang vật có liên quan. Thưa quý vị, Việt Nam hiện có khoảng 75% số người trưởng thành đang sở hữu tài khoản ngân hàng với hơn 150 triệu tài khoản. Thế nhưng mức độ hiểu biết tài chính còn khá hạn chế khiến không ít người dùng đối diện với rủi ro. Và cụ thể có thể thấy rằng là hàng ngày vẫn còn nhiều người bị lừa đảo tiền trong tài khoản với những chiêu trò ngày càng tinh vi. Chính vì vậy mà khi mà công nghệ phát triển thì giáo dục tài chính lại càng cần thiết hơn bao giờ hết. Sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để tạo ra những video hoặc hình ảnh giả người thân bạn bè để gọi điện nhờ chuyển tiền hay giới thiệu về nhiều dịch vụ đang là trào lưu, ví dụ như đăng ký tài khoản ChatGPT. Từ những khoản tiền nhỏ đến những khoản tiền lớn, đây là những chiêu thức lừa đảo mà nhiều đối tượng hay sử dụng nhằm lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để chiếm đoạt tiền. Họ sẽ đưa cho mình tên đăng nhập cũng như là mật khẩu với giá là khoảng tầm từ 20.000 đến 100.000. Thế nên là mình cũng đánh liều mình thử xem vì cái số tiền này cũng không quá là nhiều ấy. Mình cứ nghĩ trong đầu là khả năng mạng ở bên đấy nó kiểu bị lát ấy. Nó gọi được vài giây thôi, mình cũng tin tưởng, lúc ấy mình cũng đang vội. Họ nhắn số tài khoản, thế là mình chuyển khoản cho họ thôi. Theo báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế về tiếp cận tài chính các nước thuộc khu vực tiểu vùng sông Mekong, mức độ hiểu biết tài chính của Việt Nam vẫn ở nhóm thấp trong khu vực. Việc đẩy mạnh giáo dục tài chính cần được triển khai đa dạng với tiêu chí dễ xem, dễ nhớ, dễ tiếp cận, bao trùm nhiều đối tượng. Nhằm khắc phục thực trạng này, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình giáo dục tài chính và sản phẩm truyền thông ứng dụng công nghệ hiện đại. Đơn cử là chuỗi hoạt động giáo dục tài chính cho sinh viên vừa khép lại, thu hút gần 200 đội đăng ký tham gia đến từ các trường đại học cao đẳng khu vực phía Bắc. Chúng tôi cũng cung cấp đến người dân, cũng mong muốn là cung cấp đến người dân những cái kiến thức chiều sâu liên quan đến những cái sản phẩm tài chính, ví dụ như là tiết kiệm, ví dụ như là trái phiếu, ví dụ như là bảo hiểm và sự khác nhau giữa các sản phẩm tài chính đó, để khi chúng ta có kiến thức thì chúng ta có một cái quyết định cũng như là sự lựa chọn đúng đắn. Việc nâng cao hiểu biết tài chính cũng là cách để hạn chế rủi ro cho những người dân khi tiếp cận các sản phẩm, các kênh đầu tư tài chính mới, đồng thời thực hiện hiệu quả chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thưa quý vị, tại Gia Lai, để xây dựng làng xã đạt chuẩn nông thôn mới, thì nhiều người dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh này đã ý thức được lợi ích chung và tự nguyện hiến đất cùng chính quyền địa phương mở những con đường giao thông nông thôn, góp phần tạo bộ mặt nông thôn ngày một khang trang. Sau đây là ghi nhận của chương trình. Những con đường bê tông nông thôn thuộc huyện Iarai, tỉnh Gia Lai, được đi trên những con đường khang trang chắc chắn, bà con ai nấy đều phấn khởi vui mừng. Đến khi nhà nước có chủ trương làm đường, tôi là người hiến nhiều đất nhất trong làng. Tôi cũng vận động bà con chặt bớt cà phê, bớt lúa để hiến đất, mở đường đi chung. Có con đường mới rất thuận tiện cho việc sản xuất và mùa màng, học sinh đi học thì an toàn hơn, không phải lội ruộng để đi đường tắt nữa. Con đường nối ngôi làng đặc biệt khó khăn Mia này đã được bê tông hóa cùng hai tuyến đường khác với chiều dài hơn 1 km, kinh phí gần 1,2 tỷ đồng, rất thuận tiện trong việc đi lại, chuyên chở nông sản, cũng như giúp học sinh đến trường an toàn. Tôi cũng đi động viên những các hộ mà có đất đoạn đường đây, bà con cũng thống nhất cả vì được cái con đường đi lại. Còn tại làng Nú, xã Iakhai, huyện Iarai, đầu năm nay, làng cũng mới được đầu tư xây dựng con đường bê tông dài 800 mét. Tại đây, 20 hộ dân đã tự nguyện chặt 300 cây điều đang trong thời kỳ thu hoạch để giải phóng mặt bằng. Trước là còn khó khăn, đường trường trạm chưa có, bây giờ nhà nước xây dựng nông thôn mới. Vừa nhà nước, vừa người dân cùng làm, chung với nhau làm đường tốt,
đẹp, đổ bê tông dày. Bây giờ người dân vận chuyển nông sản, đi học, đi chơi đều thuận lợi. Cảm ơn chính sách của nhà nước. Những con đường được xây dựng nên từ sự chung tay của người dân tại tỉnh Gia Lai đã mở ra cơ hội giao thương, kết nối văn hóa xã hội giữa các thôn làng, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Sự đồng lòng của người dân trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng cũng chính là để đời sống của bà con ngày càng phát triển hơn. Và đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.